Kinh Địa Tạng Bồ Tát Ngũ Nguyện, danh hiệu của địa ngục phẩm thứ năm. Cố Hiền hỏi: lúc đó ngài Cố Hiền thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát: thánh nhân đệ, xin ngài vì trời đồng bát bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo là chỗ quả báo của những hạng chúng sanh bị tội cố nơi cõi như Bồ Đề, nơi cõi Ta Bà. Trong cõi như Bồ Đề này và nói những sự về quả báo của này để làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó, ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: nay tôi nương nhân đệ, ai tôn nương ai thần của Đức Phật và ai lực này mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và báo hai danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân đệ, phương đông của đại của Diêm Phù Đề có đại núi tên là Thích Vi. Tại lúc đó tối thẳng không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, trong nó có địa ngục tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hạ Tỷ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thích Sa, lại có địa ngục tên là Thích Sa, lại có địa ngục tên là Thích Nhiêu, lại có địa ngục tên là Thích Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thích Lương, lại có địa ngục tên là Lương Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Giá Thủ, lại có địa ngục tên là Văn Thiệt, lại có địa ngục tên là Giá Thủ, lại có địa ngục tên là Tiêu Cước, lại có địa ngục tên là Nhẽ, lại có địa ngục tên là Thích Hoàn, lại có địa ngục tên là tên là Đánh Lợi, lại có địa ngục tên là Thích Thủ, lại có địa ngục tên là Điện Đá Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: thưa ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: thưa như thế, những điều trong đại núi vì những điều ngục như thế xuống nhiều vô hạn, lại có địa ngục nhu án, địa ngục vạn kiệt, địa ngục vạn níu, địa ngục phá tượng, địa ngục khổ cấu, địa ngục phá lương, địa ngục phá ương, địa ngục ứa nha, địa ngục quét vì, địa ngục ẩm huyết, địa ngục chiêu thủ, địa ngục chiêu cướp, địa ngục đạo thích, địa ngục phá ốc, địa ngục thích ốc, địa ngục phá la, vân vân. Những địa ngục như thế trong đó mỗi lớn lại có những nhỏ, hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn, là đến trăm nghìn, trong đó lên nhiều đời thắng cùng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói: ngài có nhìn Bồ Tát, đó là do chúng sinh trong quả Diêm Phù Đề làm những việc ác mà tiền nghiệp chu cảm ra. Những địa ngục như thế, nghiệp lực lên lớn, có thể sánh với núi Phù Di, có thể sâu lần thành cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế nên chúng sinh trước nhiều quá nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, chí thân như cha mới con, sau khi chết đều có quả báo, rồi đến mạnh muốn đều phải chịu lấy, chí thân như cha mới con, mỗi người cũng tùy trong nghiệp của mình mà đi khắp đường, dầu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng để chịu khổ thay nhau. Ai tôi nương ai thần của Đức Phật nói sơ lược về tội báo nơi địa ngục, trông mong nhân gian tạm nghe lời đó. Này Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân để nói ra để làm cho chúng sinh có tâm hạnh ác trong đời một khác, sau này nghe được lời dạy của nhân để mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Và tội báo trong địa ngục, ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: nhân đã những sự tội báo trong địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà rồi trong cài trên đó, hoặc có địa ngục mà chim người tội để đi ra xa ăn, hoặc có địa ngục vạc vào sâu, gặp rồi sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc
có được một đối cục của đồng năm, và có được một vật sự sôi sùng sục nấu thân người tổ, và có được một đối cục đồng hay đó là bắt người tổ cũng lấy, và có được một có địa ngục từ một lửa lớn đơn bay tất lòng người tội, hoặc có địa ngục thành bản thân làm không dám, có địa ngục đời của hạn đồ phân chịu, hoặc có địa ngục leo bay trong thất, có địa ngục đâm nhiều trong người, có địa ngục chỉ đập về lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt trên tay, hoặc có địa ngục trói rắn sắt cũng cái, hoặc có địa ngục chua đuổi quá sắt, hoặc có địa ngục đóng kiệt sắt ngày địa đẹp nhân để ăn những quả báo như thế, trong mỗi ngục có 100,000 thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đầu, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này đều do những hành nghiệp quái ác của chúng sinh mà cảm vời ra. Nay tôi nương ai thần của Đức Phật mà nói mà cảm vời ra, nếu tôi thật có cả những tội báo nơi địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có 100,000 thứ khổ sở cũng chỉ là nhiều. Nay tôi nương ai thần của Đức Phật và ai và vì nhân đã hỏi nên nói sơ lược như thế, nó nói rõ cả thời cùng kiếp nó cũng không hết. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi So Ha.